Xin giao lưu anh em một khoai rửa dúi hoàng anh mọc nha, cây nu sùng nha. Đò quanh vậy ta. Nàng khoảng tầm 20-25 kg nha anh em. 20-25 kg. To. Quanh nhiêu dấu? 80 nè. Hả? Đo lại dấu, đo lại. À 80. Mớp méo nè. Quay quay vòng em xem. Một phôi rửa dúi lưng gù khá hay nha. Cái mặt cách này là mặt cách trong thân đi ra nha anh em. Chỗ này nó bị lát tí nên xử lý lại xong. Quay vòng xem. Rồi anh em nào yêu mến thì giao lưu ủng hộ nha. Chào anh em.